Bây giờ em mới về nhà ạ. Tình cảm đây nhé. Trời ơi, tình cảm hề. Đấy, ôm em, thơm em, thơm em cái. Thơm em cái. Ê, sể đấy, mà như thế nhỉ. Ôm đầu ôm đọc, ôi giời ơi, có phải chửi thật không đây? Sao lại như thế này? Sao ấy nhỉ? À, bom bia ra. Thích kìa, sướng kìa. Ui xa. Kiểu đi. Lần đầu đi ngoài đây đang bơ ngỡ tí. Đang bơ ngỡ. Đang bơ ngỡ, đang bơ ngỡ. Ok, hello. Chào tất cả mọi người nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Quang Linh Vlog của số Châu Phi. Ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt với là hai cha con nhà Lôi. Đấy. Thì bây giờ là mình đang đi đến nhà của Lôi để đón Lôi và bố Lôi nhá. Thì ngày hôm qua hôm kia giờ là Lôi sẽ ngủ ở nhà. Ngủ ở nhà với là mẹ nhá. Đấy, tại vì thực chất là bây giờ con đi xa rồi thì Lôi phải ở nhà với bố mẹ. Ở với mẹ thôi, bố thì đi cùng rồi. Đấy. Và hôm nay là cũng là sẽ là chia tay mọi người để đi luôn đa. Ngày mai là bắt đầu bay về Việt Nam. Đấy. Rồi bây giờ đến để xem Lôi nó háo hức như thế nào. Đấy, khi chú Linh không lừa đấy. Vẫn đang đa nghi lắm các bạn ạ. Nhưng mà không sao, ngày hôm nay về rồi nên để xem tí thằng nhỏ nó có biểu cảm gì không nha mọi người. Với là chia tay hai bố con, chia tay mẹ để đi luôn đa. Vali với gì thì mình gấp sẵn rồi, bây giờ chỉ việc đi thôi. Ok, mọi người cùng theo dõi phản ứng của Lôi như thế nào nhá. Bây giờ mới sáng sớm thôi, 7 giờ sáng thôi. Ui trời ơi, đến nhà của Lôi rồi. Để xem ui trời ơi, mời nhạc tưng bừng thế à. Ui giời, ăn mừng hay sao mà nhạc to thế nhở Lôi. Ê, đây rồi, sáng rồi trời ơi, sáng giờ khóc hay chảy hết nước mắt rồi đúng không? Quần áo đẹp hè, được đấy nha. Hôm nay có biết ngày gì không? Hả? Hôm nay đi luôn đa còn gì nữa, để về Việt Nam còn gì nữa? Vẫn chưa tin các bạn, vẫn chưa tin. Thôi, chia tay Moria Familia đi nhá. À Jo có biết hôm nay Matty Vào Đủ đi đâu không? Conhece hoje ele vai onde? Conhece? Jo, chào các bạn đi đã. Chào các bạn. À, rồi bây giờ là Matty Vào Đủ nói với Jo đi. Là như nào? Anh về Việt Nam còn gì nữa? Phải nói đi, nói cho Jo biết không phải mai mốt không thấy Matty Vào Đủ đâu thì bảo mặt vì vào đủ vào đâu rồi đấy. Bây giờ em mới về nhà ạ. Thì gặp đây nhé. Ôi thôi, bye bye Jo nhá. Mai đôi ăn nụ LDP hay bánh gì? Mai đôi ăn nụ. Dạ? Thôi, Jo. Không thấy Jo nữa rồi. Jo, LDP hay gì? Erobotu. Máy bay vù, về Việt Nam. Nào ai ghi mai, nó phải cài ghi mai. Ê lì nó phải cài mai ghi. Cùng bay, bay của mê lì. Bay của mê lì.
Êm êm ngủ á. Ồ. Thì vào đủ bia ra rồi. Ôi ôm em cái, ôm em thơm em cái. Ừ. Trời ơi, tình cảm he. Đấy, ôm em thơm em, thơm em cái. Thơm em cái. Ê, sợi đấy, mà như thế nhỉ. Rồi, xong rồi, khóc rồi, khóc rồi, khóc rồi. Thôi, vô khóc rồi, lôi đi. Thôi. Thôi, bom pick up bom, yeah? Nó xu vô về ra. Ôi giờ vay luôn đã bà nhà. Vay robot tủ về ra, yeah? Eli vai ficar Eli dois anos. Hã? Muito? Não, dois anos tá bom. Vai trabalho, chorar muito. Oi, bye bye con của đôi minh gu ấy. Con của đôi minh gu. Xong rồi. Buồn hè. Dô buồn nhất đấy các bạn, này, nhìn mặt này. Ôm đầu ôm nóc, ôi giời ơi, có phải chửi thật không đây? Sao lại như thế này? Sao ấy nhở? Sao ấy nhở? Hoang mang thế nhở? Có phải không em? Rồi, chia tay mở đi để mà đi. Ui xa, ngon nì. À, bom bia ra. Thôi vô thế. Ơ, ừ. Ôi trời ơi. Cha quên ừ, con. Ừ. Ông này mặt buồn các bạn, mặt buồn đấy, mặt buồn lắm các bạn. Chết, sao khóc rồi, vô khóc rồi, sao đã rồi. Yêu mau xa yêu rồi. Yêu mau xa yêu rồi. Thôi, vâng hề. Vâng. Vâng luôn đã. Vâng. Lôi chào mẹ. Hay nhở. Gia đình này sao nhở. Có vẻ là không tình cảm lắm. Có vẻ là ghét nhau hay sao các bạn ạ. Đấy, ông này thì cười tóe. Vợ cũng cười tóe. Đi thôi. Hả? Đấy, rồi. Ông này cứ nghĩ là quay phim thôi. Chắc là quay phim thôi chứ cứ không phải thật đâu. Ê, bye bye nhá. Ờ. Đấy, ngoan các bạn, nói chung là ngoan. Nói chung là ở đây thì chưa phải là kiểu là như Việt Nam mình đấy. Việt Nam mình là có nhiều người là đi xa nhà các kiểu rồi, nên là ở bên này thì hầu hết là cái khu vực này mình nghĩ là chưa ai đi nước ngoài bao giờ. Ở đây thì chỉ có Lôi với là bố Lôi đi nước ngoài thôi nha mọi người. Vì thế là đây là mới là cảm giác nhưng mà không thấy tình cảm lắm nhỉ. Nhìn nó đơn giản các bạn nhỉ. Như ở Việt Nam là khóc khóc âm hết cả lên rồi, dặn con các kiểu rồi. Vậy là bố cũng bảo là con như này con như kia rồi đấy. Nhưng mà ở bên này mình nghĩ là người ta đang ngại, hoặc là lúc đêm là chia tay khóc hết nước mắt rồi. Thôi Phong lên xe để đi chào anh em Việt Nam nữa. Chào anh em Việt Nam với là mấy anh em trong team nữa. Đấy. Ok nha mọi người, kiểm tra lại giấy tờ một tí, xem cho nó đầy đủ, không thì đi ra sân bay thì quên té giấy tờ. Ở đây thì đầy đủ rồi, đầy đủ rồi. Lên luôn nào, photo ít giấy nữa là được, cái này ok rồi. Đến sân bay mình đưa, đến sân bay mình đưa, chờ có mà toang. Rồi, về thôi nhở, đi thôi nhở. Ơi. Ui, à Jun à. Thích cái sướng còn gì nữa. Ê áo này ấy. Ê áo này vứt đi. Ê xe. Đưa áo đầy đủ rồi. Đưa thêm đồ rồi, thêm ký ấy. Thôi, lên vào tập phòng rồi nhá. Thích ấy, sướng ấy. Úi xa.
VTB hiện nay muốn tôi coi giờ. Ok. Anh cảm ơn đưa có ôi cái túi đây đâu nhỉ? À đây, đây. Túi thịt kêu rồi. Không. Kiếm có cái chăn gì nhỉ? Đập đây này. Đập đây lên luôn đa đóng nữa mà. Không không không, không em không. Lấy cái chăn đang đóng sữa của anh ấy rồi mà, anh Tiến mà. Nắp có rồi, cái này lấy cái chăn đấy. Có gói cái gì đắp lên là được mà. Lên luôn bỏ tủ ảnh tiếp. Anh xem bỏ mấy cái áo rách anh ơi. Chào các chú đi. Chào các chú mà về đi đi. Bắt tay các kiểu đi. Thơm má, thơm hôn đi, hôn các kiểu đi. Ok, vâng bề nhá. Qua viage ấy. Nhìn hoành tráng này. Đấy, không lừa mà nhá. Giờ đi luôn đa thật đấy. Giờ mà bảo ở lại nhí thì thôi ấy. Khóc thì biết đi. Tí lên xe chảy cái thì biết đi. Bánh để lại đi, mai mốt ăn này. Bánh để lại. Bao nhiêu rồi? Bao nhiêu nói gì? Nó kể gì á? Hả? Bánh ai mua đây? Lôi. Nó kể gì á? Tí nữa. Nó kể gì á? Tí anh giữ lôi là em đi. Cái nào? Cái nào? Ừ. Cháu trai cho bao lâu nhá? Chúc đi được mạnh khỏe nhá. Nhớ chưa? Nhớ dặn chưa? Thì nhớ gọi điện về cho chú nhá. Ờ Martin Lôi, nào cũng mà say mau ý. Ờ Martin Lôi. Lần đầu đi nước ngoài nên đang bơ ngỡ tí. Đang bơ ngỡ. Đang bơ ngỡ, đang bơ ngỡ. Đấy, đồ đạc thì ba chú cháu thì ít thôi, không cần nhiều. Chỉ quần áo với là tí thịt cừu về nướng ăn. Ờ, Lino đâu? Lino đâu anh à? À, Lino là bố à? Bố Lino nay xuống các bạn. Đang lo có lừa không? Có lừa không đây? Tí là lên xe chảy cái thì chết dở nhỉ? Giữ nồi này. Rồi rồi đóng cửa nổ máy cái là chảy nhá. Đóng cửa nổ máy cái là chảy nhá. Ờ có hai cam này bỏ trước. Đây lấy mỗi thùng xốp to đóng là được. Vào trong Dubai là cái phai cam không khoác vào trong không có khóa người à? Không khoác trên người đâu. Cái phai cam là phải làm giấy để lại nên là lên đấy để em không có pin điểm rỡ mà vào trong ký gửi không sao không sao dưới đó. Và trong Dubai là phai cam bắt ký gửi nó viết giấy ở sân bay đấy. Rồi ok, chào tất cả các bạn nhá. Chào các bạn nhá. Rồi anh nhá. Rồi nhá. Ở đây mạnh khỏe nhá. Anh nhá. Ờ anh nhá. Đấy. Thôi chào các chú đi để về chưa? Chào nào. Ờ, tụi bay nhá. Tụi các bay nhá. Mai đôi ăn ngủ nhá. Ê đã ngủ. Mai đôi ăn ngủ nhá. Một đêm. Mai đôi ăn ngủ hả? Đôi ăn ngủ. 2 năm rồi. 2 năm rồi. Ờ, phải đi nhá. Lên xe ngồi trước đi. Thôi lên lên chiếm vị trí. Lên xe ngồi trước thì anh cho ông chỉ lại. Chưa chưa. Ờ ok. Ờ ok. 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 Ok.
Ờ làm đây này. Thôi. Ô. À mama. Dạ. À mau lên bắt đi. Mati vào luôn kìa. Rồi, ok, chào tất cả mọi người nhá.